xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lên cho cả nhà hai con khách nè, khách cứng nha cả nhà, gặp người là gù nha cả nhà. Do là cái trại mình á, mình che cái tấm bạc ở trên nè, cho nên nó xanh lè. Bởi vì quay video đó nhìn cái màu nó hơi xanh chút xíu nha, nhìn không rõ nha. Khách cứng, gặp người là gù nha cả nhà. Nó chơi cả ngày luôn. Con này thì dân rồng bông đỏ, dân rồng bông đẹp, bông rất đẹp luôn thấy không. Khách cứng với một con khách bông đen, gặp người là gù nữa cả nhà, nó chơi cả ngày luôn. Chim con lên rất là dạng nha, tất cả đều chim con lên hết nha cả nhà. Chơi cả ngày luôn. Tại mình thì ở gần phà cao lãnh lớp dòng tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần á thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368213731. Cả nhà ai có nhu cầu thì kết bạn Zalo để mình tư vấn nha. Đây là dòng bông đen hàng đẹp. Thì mình xếp được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Đà Lạt, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước này kia. Nói chung là chỗ nào mà có xe tới lui là mình gửi được nha. Còn mấy cái chỗ kia là mình có gửi rồi cho nên mình biết nha. Cái màu ở ngoài rất là đẹp nha cả nhà. Do là ở trong trại đó, cái miếng bạc nó hơi xanh. Vì nhìn cái màu nó, nói chung là nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà ở ngoài rất là đẹp nha cả nhà. Con này là về chơi cả ngày luôn nè. Cả nhà ai có nhu cầu thì kết bạn Zalo để mình tư vấn nha. Tại vì chim con lên cho nên là bao dạng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Cả nhà ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha.